Xin chào các bạn ha. Thì hôm trước á, mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tạo ra một cái trang web cá nhân hoặc là một cái trang web công ty á, miễn phí. Thì nếu bạn nào mà chưa xem á, thì các bạn xem lại cái video là hướng dẫn tạo website miễn phí bằng WordPress ha. Mình post cách đây 2 ngày. Hoặc là lát nữa mình để trong cái mô tả cái video để các bạn có thể xem lại nha. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn có thể làm được một cái trang web như thế này. Tuy nhiên nó vẫn còn là tiếng Anh ha. Thì hôm nay đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để nó thành tiếng Việt. Thì để bắt đầu cái bài này đó, mình sẽ khởi động cái SAM server lên. Các bạn sẽ vào ổ đĩa C. Các bạn vào SAM. Các bạn tìm tới cái phần là SAM control ha, các bạn double click vào. Bây giờ để có thể chạy dịch vụ Apache thì chúng ta kích vào cái nút tạt chỗ này. Khi mà nó chuyển thành màu xanh tức là đã khởi động xong ha. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tạt cái dịch vụ của MySQL nha. Các bạn kích vào nút tạt. Thì khi mà nó hiện màu xanh thế này tức là nó đã khởi động xong ha, tức là hoạt động rồi đó. Bây giờ để vào cái trang web hôm trước thì mình sẽ gõ là localhost ha. Sau đó thì các bạn nhấn Enter. Bây giờ các bạn thấy mình đã vô được cái trang web mà hôm trước mình chạy trên local ha. Để có thể truy cập vào cái trang quản trị thì chúng ta sẽ gõ cái từ khóa là localhost duyệt ha. Các bạn ghi chữ là wp gạch admin. Sau đó các bạn nhấn Enter. Thì nếu mà các bạn nhớ cái video trước á, mình khi đăng nhập á, mình tích vào cái phần là sẽ tự động đăng nhập. Cho nên ở đây các bạn thấy nó đăng nhập bằng cái tài khoản admin hôm trước luôn nha. Rồi. Bây giờ để có thể chỉnh sửa cái giao diện này thành tiếng Việt thì chúng ta sẽ vào đâu? Các bạn nhìn nha. Ở cái phía bên trái này nè, nó sẽ có một cái mục gọi là giao diện ha, các bạn có thể kích vào đây. Thì hôm trước mình đang xài cái giao diện này ha. Emporer WP nè. Bây giờ muốn chỉnh sửa cái giao diện này đó thì các bạn kích vào cái nút là tùy biến nha. Thì nó sẽ tải cái phần chỉnh sửa lên. Tuy nhiên cái theme này á, tức là cái giao diện đó, nó đang là một cái phiên bản miễn phí. Cho nên khi mà chúng ta kích vào á, nó sẽ giới thiệu cái phiên bản trả tiền ha. Cho nên nếu bạn nào mà có tiền mà các bạn muốn web nó chuyên nghiệp hơn đó thì chúng ta có thể mua cái phiên bản rồi. Còn nếu mà chúng ta xài phiên bản miễn phí á, thì chúng ta xài được ba cái giao diện này. Các bạn thấy nha. Thì cái này chẳng qua là cái quảng cáo của nó thôi. Các bạn có thể kích vào cái dấu x chỗ này, các bạn tắt đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh nè. Ở cái phần mà top menu này á, các bạn sẽ thấy nó có địa điểm nè, số điện thoại nè, email nè. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi á thì các bạn đương chuột vô ha. Nó sẽ có hình cây bút chỗ này. Các bạn kích vô. Thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi cái địa chỉ ở đây. Ví dụ mình thay đổi địa chỉ là số 20 Nguyễn Trãi, quận 5 chẳng hạn. Ha, các bạn có thể gõ vào đây. Chúng ta cũng có thể thay đổi cái icon. Ví dụ như cái địa điểm thì người ta dùng icon này. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn sẽ bấm vào cái nút là Change Icon. Ở đây sẽ có rất nhiều cái icon ha. Để chúng ta có thể thay đổi. Ở đây giả sử như mình chọn cái quả bom đây ha. Cái này dĩ nhiên là mình làm ví dụ thôi. Sau đó thì các bạn kích vào cái nút là Join Icon. Các bạn thấy nè. Thì tiếp theo á, chúng ta cũng có thể thay đổi cái icon của số điện thoại. Chúng ta có thể thay đổi chỗ này. Ví dụ. Ví dụ mình thay đổi một cái số điện thoại ở đây ha. Các bạn lại kéo thanh trường này xuống nè.
chọn cái hộp thư, thì mình có thể thay đổi cái email của cái công ty hoặc là email cá nhân của bạn ha. Thì ở đây mình sẽ nhập là kênh kiến thức.net a@gmail.com nha. Rồi sau khi mà mình đã thay đổi được ba cái mục này á, thì các bạn thấy ở đây á, nó có cái nút là đăng ha, chúng ta kích vào thì nó chuyển qua trạng thái là đã xuất bản ha. Chúng ta kích vào cái dấu ít chỗ này, chúng ta tắt cái phần đó đi. Các bạn thấy bây giờ nó đã thay đổi nè. Và nếu mà chúng ta qua cái trang web của chúng ta đó, các bạn tải trang lại, thì lúc này nó sẽ cập nhật đúng với cái thiết lập mà chúng ta vừa làm. Cái biểu tượng địa điểm ha, lúc nãy mình đổi thành cái quả bom đó ha, và số 20 Nguyễn Trãi quận 5 như nè, số điện thoại nè, email nè. Các bạn thấy thay đổi rất dễ dàng ha. Thì tiếp theo là về cái phần mạng xã hội. Thì nếu mà các bạn muốn thay đổi Facebook, Twitter hay là Google, Instagram chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kích vào cái bút ở đây. Chúng ta có thể thay đổi cái Facebook cá nhân. Rồi, Twitter cũng vậy. Instagram ha, các bạn cứ việc dán cái địa chỉ của các bạn vào. Google cộng cũng vậy ha. Cũng có thể thay đổi những cái icon này nha. Cái nào các bạn không thích dùng thì các bạn có thể bỏ dấu tích. Ví dụ như ở đây thì mình không dùng cái này đi, thì các bạn bỏ cái này, nó sẽ ẩn bớt nè ha. Mình không dùng Instagram chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể bỏ luôn. Mình chỉ dùng ví dụ như Facebook với Google cộng thôi. Còn không thích nữa thì bỏ luôn cái Google cộng cũng được. Các bạn thấy nè, thì chỉ còn có cái Facebook thôi ha. Hoặc là các bạn muốn thêm cái YouTube vào thì các bạn cũng có thể vào đây ha. Các bạn bấm vào channel icon nè, các bạn có thể tìm tới cái biểu tượng của YouTube hay là video gì đó ha, để chúng ta thêm vào cho nó phù hợp. Ví dụ như mình chọn cái icon này ha, sau đó các bạn bấm vào cái mục là join icon. Các bạn có thể đưa cái link của YouTube vào. Ví dụ mình sẽ đưa cái kênh kiến thức của mình vào trong cái phần này, thì đương nhiên các bạn phải xóa cái link cũ ha, các bạn dán cái link mới vô. Đó, thì sau khi làm xong thì chúng ta có thể kích vào nút đăng. Thì các bạn thấy nè, mình tắt luôn cái này nha. Các bạn thấy ở đây nó đã có cái logo của video ha. Mình qua cái trang web nè, các bạn tải trang lại. Đây các bạn thấy không? Thì khi mà người dùng á, người ta kích vô cái icon này á, thì nó sẽ chuyển tới cái kênh kiến thức của mình. Các bạn thấy chưa? Rất là ok. Rồi, bây giờ tiếp theo ha, mình sẽ quay trở lại cái phần hiệu chỉnh này. Ở đây các bạn có thể thay đổi cái chữ kênh kiến thức sang cái tên trang web của các bạn ha. Bây giờ giả sử như mình không thích dùng cái chữ kênh kiến thức ha, mà mình muốn dùng một cái logo bằng hình mà mình đã thiết kế sẵn chẳng hạn. Thế thì mình sẽ chọn vào cái mục là chọn logo chỗ này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục là tải tập tin lên ha. Sau đó các bạn kích vô cái nút là chọn tập tin chỗ này. Chúng ta sẽ chọn desktop. Các bạn sẽ chọn cái hình logo. Sau đó các bạn chọn open. Thì các bạn thấy nó đã chọn sẵn cho mình nè. Sau đó thì chúng ta kích vô cái nút là chọn. Ở đây thì nó cho các bạn có thể xén ảnh ha, để cho nó phù hợp với cái trang web của mình. Thì giả sử ở đây mình thấy nó đẹp rồi thì thôi ha, các bạn có thể bỏ qua. Hoặc là các bạn có thể di chuyển cái này sao cho nó phù hợp ha, kéo lên kéo xuống gì đó. Giả sử mình thấy nó đẹp rồi ha, thì mình bấm vào cái nút cắt ảnh. Thì lúc này các bạn thấy nè, trang web đã được thay đổi cái logo. Thì các bạn thấy nó rất là đẹp. Và nếu như mà chúng ta kích vào cái nút đăng chỗ này á, thì các bạn thấy trang web mình nó đã được cập nhật ở đây ha. Chúng ta có thể qua cái trang local, chúng ta load lại cái trang. Các bạn thấy nó đã được đổi cái logo bằng hình rồi nè ha. Rồi, còn cái phần menu này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Vì menu thì nó cũng có nhiều thứ, cho nên mình sẽ kết hợp với cái phần
tạo cái menu ha, để giúp cho các bạn có thể tùy biến cái này nó đẹp hơn. Tiếp theo thì cái chỗ này các bạn có thể thay đổi chữ tùy ý. Ở đây nó cũng có hình cây bút chúng ta kích vào ha, các bạn có thể thay đổi ở đây. Thì giả sử bây giờ mình sẽ thế bằng cái chữ là bạn có muốn tạo trang web hay không chẳng hạn. Rồi, tương tự vậy ở phía dưới đây chúng ta cũng có thể kích vào cái bút ha, chúng ta thay đổi nội dung ở đây. Giả sử mình ghi là cái câu là hãy liên hệ ngay với tôi. Rồi, cái nút này á, chúng ta cũng có thể thay đổi. Các bạn kích vào ha. Sau đó bấm vào cái nút hình cái bút. Ví dụ như là chúng ta ghi chữ, ví dụ email đi. Sau đó các bạn có thể dán cái link ở chỗ này ha. Rồi, ở đây giả sử mình chỉ muốn hướng dẫn các bạn thay đổi như vậy thôi. Rồi mình bấm apply. Các bạn thấy nè. Còn ở đây thì chúng ta cũng có thể sửa bằng cách là kích vào cái bút. Ví dụ như chúng ta đổi thành cái chữ là gọi điện. Sau đó các bạn kích vào cái nút apply change. Hai các bạn thấy nó thay đổi nè. Và nếu chúng ta kích vào nút đăng thì các bạn thấy trang web chúng ta nó đã được thay đổi ở đây. Các bạn thấy không? Nhìn rất là chuyên nghiệp ha. Hoàn toàn tương tự thì các bạn có thể thay đổi những cái nội dung bên dưới. Ở đây ví dụ như công ty chúng ta nó có 3-4 dịch vụ gì đó thì chúng ta có thể giới thiệu ở đây ha. Rồi ở đây có thể là giới thiệu những cái sản phẩm, những cái gì đó ha. Thì cái việc thay đổi rất dễ bằng cách là chúng ta đưa chuột vào, nó sẽ có hình cái bút và chúng ta sẽ thay đổi nội dung ở đây. Hoàn toàn tương tự với những cái mục này ha. Các bạn thấy nè. Còn nếu mà chúng ta không thích cái này á, chúng ta muốn xóa bớt đi á, thì các bạn có thể kích vào cái chỗ này ha, cái hình cái sọt rác đây. Chúng ta kích vô. Các bạn thấy nó đã xóa mất. Còn những cái này chúng ta muốn thay đổi nội dung thì chúng ta cứ đổi thôi. Ví dụ như mình ghi là dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn. Rồi ha. Các bạn hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi hết những cái phần dưới đây. Cái nào không thích dùng thì chúng ta có thể bỏ nó đi ha. Rất là đẹp. Sau khi làm xong thì chúng ta kích vào nút đăng. Sau đó thì chúng ta qua đây ha, chúng ta load trang lại thì các bạn thấy nó đã cập nhật rồi. Rất là dễ ha. Thì hy vọng là khi mà mình hướng dẫn tới chỗ này đó, thì các bạn đã có thể tự tay các bạn việt hóa cái trang web của mình theo ý muốn. Dĩ nhiên cái phần web này á, mình sẽ còn nhiều cái bài nữa hướng dẫn chuyên sâu hơn. Tuy nhiên để cái video nó không quá dài thì mình sẽ dừng chỗ này ha. Các bạn nhớ like và comment ha, chia sẻ cái video cho nhiều người biết giùm mình. Cảm ơn các bạn.